sao cười. Quá trời luôn. Bán nhiều mà tới tối còn nhiều vậy? Bán gì kỳ hả? Buồn vậy chứ. Ngồi chứ biết nhìn bán gà cười. Nhìn ra bán gà cười. Béo, cái dẻo ngon quá béo. Được không? Em cơ đó đó, dẻo bự đó ngon đó. Giờ bán rẻ hàng em đi. Ừ, bán rẻ. Em cứu cho ông con cái dẻo bự luôn á. Bán rẻ là bán nhiêu? Lấy 55 ngàn luôn. 55 ngàn ký luôn. Dứt, dứt béo. Bán rẻ nó ngon, tại là cái đó là chị mới lấy á. Dứt béo. Tôi dông à. Ừ, ngon á. Thôi chị em mình không rồi, làm bạn con đi. Thứ hai. Thứ hai. Đây, Mim cũng còn 3 con gà này cả nhà. Tại vì bán cá bán thì Mim. Mần ý, về mình bỏ tủ lạnh. Đây, Mim còn 3 con gà này cả nhà. Lúc gà buôn bán nó im quá à. Chị bán rau nữa kìa, có mua rau cho chị bán rau không? Mua luôn. Mua hả? Mua hành thôi. Về cái chẻ này chắc mình nắm. Hành bán nhiều ký? Mình hỏi nhiêu lạng đi, mua về lạng thôi. Hôm đó mình hỏi nhiêu ký rồi, mình nói nhiêu đó mình nói mua nửa lạng thôi. Lúc trời buôn bán khó khăn quá cái nhà ơi. Chị em mình ai cũng yêu á. Nay thì bị lượm con cá chẻ mà thấy nó tươi ngon quá. Để đang mua thêm hành nữa cái nhà. Cái này hai anh em thấy cá ngon quá nên nay mua mai xử. Để cho nó chụp vô nó, cá này nó mới câu. Thôi, người ta tôn trọng chưa thật. Cái mấy người kia không đâu dứt đi dưới câu. Dắt ra đây câu. Người ta tôn trọng chưa thật. Cá quá tươi đã luôn rồi, cá bao tươi luôn. Nên là con cá chẻ nó cho nó xuống rồi. Thôi ngày mai sẽ làm một cái món giới thiệu cái nhà nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay hai bữa nay vắng clip của Bin rồi. Bin có công việc á, Khai nhà việc nên Bin ở nhà lo cho Khai nên không có làm clip giới thiệu món gì cho cả nhà xem. Hôm nay thì Bin có con cá chẻm nha. Tối này chị bán cá, chị bán lúc này bán kém ở cái nhà nên bán không hết. Nên Bin thấy con cá chẻm này ngon quá nên mua giúp chị. Hôm nay là hai anh em mình lại có một cái món ngon nữa. Hôm nay thì Bin sẽ làm cái món cá chẻm hấp bông mướp nha cả nhà. Đây mướp bông mướp của anh em nè. Vàng mướp của hai anh em mình sao không biết mà bông mướp thì nó vàng thì nhiều, bông mướp cũng nhiều nhưng mà trái thì nó cũng kỉnh nó rớt rồi cả nhà. Nên hôm nay anh em mình thấy bông cái nè, bông đực này nhiều quá nên hai anh em mình sẽ hái một ít làm món cá chẻm hấp bông mướp ăn thử nha. Bông mướp này thì ăn thì luộc hoặc là hấp hoặc là xào á, ăn nó rất là bùi bùi, nó ngon lắm. Cái này xào thịt bò ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đây, hôm nay lâu lắm rồi anh em mình ăn cá chẻm nha. Và một ít bông mướp nữa nè, bông mướp này thì hai anh em mình sẽ nhúng vô. Bây giờ thì Bin sẽ làm những cái nước ướp của mình nha. Cá thì Bin thường hay dùng hành lắm, cái này thì cũng như cá hấp hành hấp này kia thôi cả nhà. Mình cứ ướp những gia Bin thì chỉ có những cái món mà hay lúa thôi, gia vị bình thường thôi chứ không có cao sang gì nha. Đây, hành, cá thì Bin chơi với hành, thịt thì Bin chơi với tỏi. Cái này thì chút xíu nữa mình tỏi cán dao mình đâm về khoét cho nó dập dập nha cả nhà. Một ít hành lá vô nè, hành lá vô đây mình ướp thì cá nó sẽ thơm và nó sẽ ngọt hơn. Cái này cái nhà có củ hành tím á, mình chắc thêm một ít nữa nó sẽ ngọt hơn nữa. Đâm mấy cái góc hành cho nó bể hết cho nó ngọt. Mấy cái gà Bin không có làm clip vắng hay bao bữa tại Khoai bệnh á, nó nhà viện nên Bin có mất thời gian. Béo ở nhà thì bán một mình, Bin thì phải chạy lên chạy xuống để lo cho Khoai á nên không có làm clip cho cả nhà xem. Bữa nay nhà chị bán cá, chị bán hơi chậm nên hai anh em mình có được cá chẻm chứ. Mấy lần trước là hai anh em mà lu bu luôn, muốn ăn cá chẻm á, lu bu cái nhà. Là chị đổ cá là cá chẻm khách kinh hết tơn à. Nay chị bán chậm nên hai anh em còn được nè. Bin cho một ít bột ngọt vào nha. Cá hấp thì Bin dùng nước mắm này cho tí tiêu cho nó chạy mùi. Phải chứ ở đây mình tạo được tiêu xanh ha béo. Rồi. Tiêu xanh mình tạo được dây để dành làm mấy món hấp này nè. Rất ngon lắm ha. Có tiêu xanh này thơm ngon, thơm mấy món hấp này tiêu xanh thì cái mùi tiêu tươi á rất là thơm luôn. Cho một ít dầu ăn nữa nha cả nhà, cho con cá mình nó bóng. Cái này có hành phi với tỏi phi thì cả nhà cho thêm một ít nữa nó bóng này, con cá của mình á sẽ không có bị khô. Mình sẽ tổng nó lên hết nha.
này thì mình ướp đầu tiên thì mình ướp cho nó thấm với con cá để mình hấp đi. Chút xíu nữa, ví dụ như mà nước hấp nó ra rồi á, nước cá nó ra nữa thì hai mình sẽ niêm lại cho nó vừa ăn hơn. Mình thêm chút xíu, mình hấp thêm tí nữa. Đây con cá thì mình sẽ lóc đây nha cả nhà. Lóc cái phần dưới này, đặng hơi mình sắp con cá cho nó bẹt ngang qua nó sẽ ngon hơn, nhìn nó hấp dẫn hơn nữa. Đối với Biên, cái tiêu chí đầu tiên cũng muốn ăn là phải đẹp và bắt mắt mới được. Với lại làm clip YouTube này về cái mảng mà ẩm thực miền quê này nè, thì phải làm cho nó bén bén xíu, cả nhà thì nhìn cái hình ảnh nó bắt mắt hơn. Cái này có thời gian thì cả nhà ướp một xíu nha, nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó thì theo cái nhà. Rồi Bên sẽ để cho nó chừng 15-20 phút thôi, tại vì anh em mình không có nhiều thời gian. Rồi thì cho nó vô nha cả nhà, cho con cá vô cái dĩa mình nha. Siêu to. Bỏ xuống. Đây, cái này là cái cách cá là Bên học cái cách của anh Cang nè. Đó, anh về anh làm món cá hấp Hồng Kông á, chẻ hai bên nha, để con cá rất là đẹp luôn. Còn cái phần này thì mình sẽ cho nó lên trên. Còn phần bông mướp thì chút xíu nữa Bên sẽ hấp con cá chín chừng 60-70% rồi Bên sẽ cho bông mướp vô nha. Hai bỏ vô rồi hai mới thấy là hai dở một điều. Chờ hai. Còn mấy cái đầu hành không biết bỏ vô. Bỏ là tông bụng á. Mấy cái đầu hành này mình sẽ bỏ mấy dưới nha nha cả nhà. Biết với mục đích nữa, hai biết sao? Hơi mình ăn á, mình bỏ lên bếp á, cái này cả nhà, cái nó không có tiếp xúc trực tiếp cá với cái bếp á, nó sẽ không có bị khét nữa. Đây. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào nồi nha. Đẹp không? Thấy đẹp không bé? Đẹp rồi. Đẹp rồi, không biết ngon dở rồi phải không? Rồi, cái này con bí này bông mướp được đây luôn. Này một hoa bông. Nó vô thôi cả nhà ơi. Vô nồi siêu to khổng lồ. Cái nồi này thì anh em mình dùng để sơ chế đồ để đi nướng nè. Có cái nồi này làm mấy món hấp rất là tiện luôn. Đấy. Này chắc hơi lâu à, bếp ga này hơi nhỏ. Trong thời gian đó hai anh em sẽ đi chuẩn bị. Ủa rồi, đốt bé thấy cái nắp ở đâu? Em mới để sau lưng em á. Cái này câu con cá của hai anh em mình nè, đã chưa? Chín rồi nè. Chín chắc được 50% rồi nè cả nhà. Rồi trời mở luôn cái ống kính của tôi rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho bông mướp vô nha cả nhà. Ngộn ơi, cái hơi này ngửi đâu cái nó đi thì nó bay gì đó. Bây giờ mình sẽ cho bông mướp vô hấp nha cả nhà. Nếu đang chuẩn bị đồ bán ở trong nhà rồi nên mình tự xử luôn. Bông mướp này hấp cái này không biết nó có bị đen không nữa. Đấy, mình cho nó vô. Bông mướp cho hết luôn nha cả nhà. Cho nó đậy nắp lại. Hấp này chắc phải canh 5-10 phút mà bông bí nên bông mướp này thì bên thích ăn mềm hơn. Còn mọi người thích như thế nào thì mọi người sẽ làm như nấy nha. Bên thì bên thích nó mềm. Ăn nó bùi. Cho mình vô hết luôn. Rồi rất heo cái rồi. Ui dạ. Rồi, bây giờ đậy nắp lại chờ thêm nha cả nhà. Trời chính là béo chị làm đồ xong là hai anh em mình ra sẽ xử nó liền. Rất hay cái bông mướp nằm dưới nè. Cho điện thoại vô nướng luôn, vô hấp luôn. Không lộn. Thơm quá. Thật thiệt cái mũi thơm tới chết bớt luôn á. Wow. Thấy chưa? Khói không nha, thấy được. Đây chín rồi cả nhà ơi, bây giờ Vinh sẽ cho nó ra nha. Mướp cũng chín rồi nè, bông mướp chín rồi nè. Nào. Khói quá khói. Wow. Ê, tim miếng chanh. Đây. Lá mướp cũng lợi hại quá chứ. Cả nhà thấy sao cả nhà? Đây bây giờ mình sẽ cho lên bếp và bật lửa thêm một ít nữa nha. Bóc dụng cái hơi chín chưa? Chín. Thôi. Bùi rồi. Quá ngon. Bây giờ đừng có lời lớn xuống đi, mình cho lên bếp ra. Đúng rồi. Con cá chẻm hấp bông mướp. Cá chẻm hả? Cá chẻm mà bông mướp trời đen hồi lụi luôn nè. Thì thường bông mướp khai luộc, khai rinh ra nó cũng đen như nè. Chứ nó không có xanh đâu. Không có như cái muống mình luộc, mình lửa nóng rồi nó nấy đâu. Với lại một phần là mình hấp á. Thôi, làm con cá chẻm đi, chiều đi bán gà nè.
mời cả nhà ăn cơm cùng hai anh em mình nha. Rồi mời cả nhà vô. Vô cá chẹm vô nè, ăn sang bữa ơi. Gan gì con cá, con cá cứ con cá chị bán ấy, chị bán nhớ lại con cá này hai anh em mua có 65.000 này cả nhà. Cũng rẻ đâu, mắc đâu thì sang 60.000 à. Rồi lúc mà mở cái nắp ra cả nhà nó thơm dữ dằn luôn, cái mùi mướp hương á. Đúng rồi, thơm gì đâu á. Thơm miếng á, cá ngọt đó nào, ăn miếng cá. Đúng rồi, cá hóc nè, con gà nước ngon ha. Hey, nó cay mà hấp hơi quá tớn. Có hai anh em mình có khi nào hơi cái lòng này phải quăng cho cá không? Không. Hai anh em người ăn tước người ăn sao ha. Cái sao đâu. Đây, làm tước miếng cá rồi còn nó ngọt. Cái trẻ mà đâu lớn rồi mới ăn rồi, nó đi xe đạp nhiều được ăn chứ. Về đây ít khi ai được ăn. Cá nó ngọt. Ngọt chỉ dằn cái nha. Cá hóc nó ra nước luôn. Ừ, ngọt. Bông mướp này ăn nó bùi bùi. Thêm mớ hành ở dưới nữa. Này ăn cơm này chết luôn. Quá ngon. Bông mướp đẹp ghê quá nha. Hai anh em xuống đây ăn mà không ginh đôi đũa nào hết trơn á. Lỡ rồi. Bây giờ cái ăn món hấp này nó hơi khó nữa. Thôi cả bà á, chơi mình ngủ luôn. Đó, cho bà vô. Có những cái bông mà nó nổi bật, những cái màu nổi bật này lên như vậy nè kha, nên mình quay á, nó lấy nét, nó cái màu dữ dằn lắm. Nè. Nó rất là nét luôn. Đó. Bông mướp. Bông mướp này chỉ khó kiếm lắm nha. Cái vùng mình mà ít trồng mấy cái bông hàng dòng á cái nhà, béo. Ít có bông mướp nè. Với lại mướp cái này hay biết sao không, hái lâu có ký lắm. Giống như tàn dây vậy á. Người ta hái người ta đi bán đi luộc hoặc ấy xào nó canh rồi đó. Chứ mà mướp lên nhiều người ta đâu có hái này. Nó gần những cái vùng nào mà có bông có trồng rồi hàng dòng rồi mới có bông mướp này thôi. Chứ người ta đâu tầm bông mướp lấy kinh tế đâu. Chết luôn á. Cái bơ gắn lửa từ từ thôi nha. Còn cá dẻ cá hai dứt đi. Thôi làm nửa bên đi. Hai anh em mình con cá này thấy không hết đâu nhưng mà làm nửa bên đi. Bên nào nửa bên ha. Con cá chẻm này có 1 ký mấy béo? Hôm qua 1 ký mấy em cũng biết. Ký 2. À, bữa anh Bằng anh thấy anh đăng hình bán giùm chú Năm 2 cá. Bằng nói cưng ăn cá chẻm không? Anh cho cưng con hai đứa con á. Bằng cá chẻm nói em là chừng 8 ký ăn nguyên một nhà chưa hết luôn á. Cá chẻm ngựa 8 ký hay gì không? 8 ký hay 3 ký ta? 8 ký, 6 ký. Nói chung là ba bữa ông bắt mấy con mà. Không, hai anh em mình nhớ không gõ là cái ông cá chẻm hôm bữa là đăng bao nhiêu mà anh Bằng nói 8 ký hay 7 ký gì vậy? Hai anh em anh cho hai anh em con á, em là trời trời mà lúc đó hình như bữa đó hay đi đang bận việc gì nữa anh nói thôi thôi cùng cái 7-8 ký đó mà cả nhà mình không hết luôn á, không hết chắc hai gia đình. Ra đây quay đủ ánh sáng đẹp ghê. Đây nhất chưa, đây cái này nè, để lại đây đi, xí cái này đi rồi mời cái nhà nha. Xuồng hơi nhỏ, chỉ có chiếc ghe này ha. Hay dư. Mướp ăn nó bùi bùi đã thiệt. Cái này chấm có quẹt là tuyệt vời nhất. Còn mướp ăn rất ngon ghê á, nó bùi bùi các bạn. Cái bông này nha, cái này là cái bông này nè. Chèn là cho nó dốt nè. Cho nó dốt dốt rồi mới được. Cái này sao khó gắm em kêu quá vậy. Mà hai ba quay. Còn cái bếp này cũng sắp đi bụi rồi. Quên hai lá mướp nữa. Nè nè nè.
đó. Nước mắm mặn mà nặng thêm miếng chanh ha, cắm cái này cũng được đó. Hai thứ ăn rồi quá chấm nước mắm mặn nha thôi, chứ hồi đó làm đâu có khả năng đi ra ngoài mua được đâu, cứ gọi cứ làm cho mày tô chén nước mắm hai gỗ rau rồi miếng chanh được chén nước mắm à. Nó mặn ở nhà bỏ miếng bông ngọt chứ bỏ miếng chanh miếng hành gì vô thôi à. Cho cái điều hồng mà về ngang chắc một gian nè, cái lát mà bằng ngón tay với hai nè, cái lát nha một phần ăn á. Cái bề ngang của lát là bằng ngón tay hay nè, bằng cái hồng chắc khoảng khúc nè. Cái hồng nhỏ hả? Ừ. Nghĩ gì thanh niên tài tán mà chứ con thứ cá đó thì thôi đi ha. Không không phê. Biết nói gì nữa nha. Cái này một phần nữa, cá mà cá nuôi mà nuôi đìa á, thiếu thức ăn á, nó hơi cỏ. Ờ cái đó xương không. Thôi cảnh em gặp hoài làm trong công ty ăn gì hoài đúng không đúng đúng không công ty là y chang rồi đó. Sáng nay chỗ này mướp mình mới bỏ ít ha. Ừ. Ở đằng kia nhiều khi có bí bé rồi bí đào, bí đào nó dày lá cái nhà nghe, chỗ này là anh em mình nó mướp nhiều hơn. Với một phần nữa ngay cái me 50 triệu đâu có không đúng rồi, ý hay em mướp mà. Ừ. Bên kia nó tốt, nó bò lên cái chồi này hết hồn không. Ừ. Nhìn chích mít luôn à, cứ lại bí cái nhà nó ra nó bự. Chèo tính chèo đi chỗ khác cho cả nhà chơi con mà không chèo được. Có bông ngon mấy bùi á ha. Ừ. Ơi như bông bí á. Còn mà bông mướp. Bông mướp. Ừ. Dưỡng nào. Thế ăn đi. Ôi dừng, ôi dừng. Thôi nghỉ chơi. Không chơi được. Cháu quay đi em vòng. Ngắm cảnh. Kinh này người ta đặt cái đuôi chuột nhiều cái nhà nên nó không thông tới không luôn, mỗi lần đi mình phải dở lên dở xuống cực á, chứ không nhiều mà sợ nhiều anh chị khó khó nữa mà không cho mình đi qua, chứ mấy là chạy ở đây cũng xa lắm cái nhà anh em mình sắm đủ chạy rồi xuồng ghe có hết luôn á, là có mớ đuôi chuột mới chặn đường hết trơn. Đầu với cái thịt xương sống này hai cọng. Ừ. Thịt nè tổng ống luôn ha, hai chơi thuốc đi, hai cọng mới bông mướp trong đây nữa. Nhiều quá, nhiều cá ở đây, cá rồi. Nhưng mà đặc biệt không có cá gì mà nó hoành tráng như những con cá quê mùa. Cá phi, cá lóc, cái lóc, cái tê, cái mè, mấy cá quê quê mà. Lâu lâu sót con hay con cá ta ở ngoài kinh làm như tao phóng xanh hay gì ha. Nó lớn. Hồi cái dạng là cái hồi phóng xanh nhỏ xíu á. Mà nó ở rồi ra đâu ai bắt được đâu, nó bự. Nhiều khi đi địa nữa nước ở sông nó đi vô bé rồi cá sông đúng không. Ừ. Tại vì ở đây cũng nói với con sông con gì ở dưới ăn quá. Ừ, con quá. Ừ. Nó cũng nói mà nó đi ra vô nhiều khi cũng có ngát của bột. Ừ. Mà chỉ là dạng hiếm thôi, ít nó vô thôi. Lú quá thầy lú luôn, đâu lên tới đây nổi. Dễ gì nó lú lên tới đây được. Ừ. Dễ gì mày lú ra được cái lú của tao. Hút ngọt nó chơi giả chui vô tới bộ lùm luôn nè. Rồi mướp nó lưỡng bản quá tài. Quay vòng cho cả nhà xem chóng mặt luôn. Đây. Rồi hay quá ha, rất mừng. Để em
Đứa dám rớt điện thoại xuống là biết hai anh em mình xong rồi đó. Ngồi đi đó. Đâu mới ẩm nó rồi hai anh em mạnh nào nhảy. Đúng rồi, nhảy từ điện thoại này nè, chứ để vô nước. Phải đi đồng ruộng ngày xưa ha. Ừ, em dẫn cái nhà đi tùm lum luôn á. Phải không đó? Đó rồi, thấy dưới rồi. Ngồi ở giữa xuồng chèo khó lắm. Cá nè. Ừ. Dễ rồi, toàn là cá luôn. Ăn hàng còn có mát. Chứ có mặn. Con cá chẽm mày thấy toàn là thịt không à, không thấy xương đâu luôn á. Mày xương nào xuống nấy, cái bự 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 không à. Chân cá càng bự xương ít, càng ít nó vậy ha. Ừ. Nó dạng thịt nhiều mà xương bự á, là nó khỏe à. Trời ơi, hết hồn. Hai đứa nhỏ nói chuyện hơn tưởng cái gì nó nghe ồ ồ ồ. Tiếng xe đạp phải không? Heo ăn bông mướp rồi nè. Phải ăn gào à? À, ăn gào, mì nhòn. Mì nhòn đồ. Mì nhòn đồ. Nó muốn mập mà còn không được đó mẹ. Vậy rồi, nó vậy rồi. Uống thuốc vô thì nó tròn xấu quá. Ngày hai về là tối nay chiều nay làm cửa chiều. Giờ cái bán làm cửa chiều. Ngon lắm. Dễ hết nước luôn. Nó cài. Nó cài hết thần ơi thiệt chứ. Tưởng đâu hai cái ớt nó không cài mà thêm tiêu nữa. Có tiêu rồi nó cài ghê vậy. Ừ. Cài nó lòng nồng. Tiêu xanh thì ăn nó lòng nhiều hơn cài. Nhưng mà cắn thì nó cũng tế bến lắm đó. Thơm. Cái này mà lúc hai anh em dở nắp ra nhà ở cái mùi mướm hương á, nó bay lên tận nó thơm. Nhưng mà không có bằng mướm hương ngày xưa của mình đâu. Nó thơm còn dữ nữa, tới mưa mà cặn mình cầm. Ta tuấn tuấn rắn chứ quá mập lù luôn ha. Ừ. Bé đâu biết ăn hả? Không ở dí mấy đứa bạn ăn mà nó không biết ăn. Ừ. Cái món là đứa thứ cái ăn nó mát cho nó bổ lắm á, nó ngọt nghe nó ngọt lắm. Nó tỉnh đi chị bệnh hen suyễn cái gì vài bữa nữa hay cũng bắt gì cho con bé thai hen thai bị hen suyễn nhập viện mấy bữa nay mới về hôm qua cái nè. Bữa nay anh em mình đi câu. Ừ. Đi câu là phải đi sớm kìa, bữa nào anh em mình nghỉ á. Sáng hả? Sáng sớm, sáng mờ mờ á nó mới chui ra. Giờ nó dạng hơn, còn này là thua. Giờ này là nó ra nhưng mà nó không có dạng. Nhưng mà nhiều thiệt. Ui, hay nói mày, ta hai anh em lê, ta lê chân hoặc là kiếm cái cây dài dài nè. Cây mà giống cái trúc á, thấy nó nằm rõ cái nó lật ngang. Thôi mình câu cho nó ngon, nó sống nó tươi. Ừ. Thôi, bye bye cái gì nha, đi bắn gà thôi. Bye bye. Tưa rồi.